Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa. Xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người, chết cha thập hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Lạy Chúa, Ngài dạy con hãy đi loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thương tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như cha hiền ngóng trông con về để đón mừng người con. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Tin Vui Media xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Chúng ta bước sang tuần thứ hai của mùa Phục Sinh. Hôm nay cũng là ngày giáo hội đặc biệt kính trọng thể lòng Chúa thương xót. Chúng tôi kính mời quý vị nghe đoạn phúc âm Chúa Nhật tuần này. Tin mừng Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh. 8 ngày sau, Đức Giêsu đến. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp:
Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà. Có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ. Nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được ghi chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sống nhờ danh người. Đó là lời Chúa. Xin kính chào quý vị. Chúng ta vừa nghe bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh Lễ Lòng Chúa Thương Xót. Nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy một cái điều khá là lý thú thế này. Đó là Chúa Giê-xu Phục Sinh hiện ra với các môn đệ và Ngài nói bình an cho anh em tới 3 lần. Và mỗi lần đều kèm theo một việc khác nhau. Lần thứ nhất Chúa Giê-xu nói bình an cho anh em kèm theo việc Chúa cho xem tay và cạnh sườn Ngài. Thế thì tại sao Chúa lại cho xem tay và cạnh sườn ạ? Chắc là không phải Chúa muốn khoe tay Chúa búp măng rồi là cạnh sườn Chúa thon thả như người mẫu đâu. Vậy bàn tay và cạnh sườn của Chúa có gì đặc biệt? Thưa, tay Chúa có dấu đanh, cạnh sườn Chúa có vết đỏng đâm thâu. Đó là những dấu tích thể hiện tình thương, hy sinh của Chúa để cứu độ chúng ta. Thế cho nên bình an có nghĩa là chúng ta nhận ra lòng thương xót của Chúa bao bọc chở che chúng ta. Và lần thứ hai Chúa Giê-xu nói bình an cho anh em kèm theo việc Chúa thổi hơi vào các môn đệ. Thế thì tại sao Chúa lại thổi hơi? Chắc chắn cũng không phải là Chúa hà hơi cấp cứu các môn đệ rồi. Việc Chúa thổi hơi làm chúng ta liên tưởng đến cái việc Thiên Chúa thổi hơi trao ban sự sống cho con người khi Thiên Chúa tạo dựng. Thế cho nên Chúa phục sinh thổi hơi cho các môn đệ cũng có nghĩa là Chúa trao ban sự sống mới, sự sống phục sinh của Ngài cho các môn đệ, sự sống của Thánh Thần tha thứ. Cuộc sống của chúng ta rất cần có Chúa Thánh Thần soi dẫn và cần có sự tha thứ để đời chúng ta khỏi tăm tối, đời chúng ta khỏi nhức nhối. Thế cho nên bình an ở đây có nghĩa là chúng ta đón nhận Thánh Thần tha thứ, đón nhận lòng Chúa xót thương. Và cuối cùng, lần thứ ba Chúa Giê-xu nói bình an cho anh em và bảo Tô-ma hãy đặt tay vào cạnh sườn thầy. Bình an ở đây của Tô-ma là được trải nghiệm bám vào trái tim của Chúa, là móc đời mình vào lòng thương xót của Chúa. Một Thiên Chúa tình yêu vô hình nay đã trở thành hữu hình, sống động cụ thể để cho Tô-ma có thể chạm vào và bật lên lời tuyên xưng đức tin: lạy Thiên Chúa của con. Thế cho nên bình an cũng có nghĩa là tín thác vào lòng Chúa thương xót.
Thế thì kính thưa quý vị, chúng ta tạ ơn Chúa phục sinh đã ban cho chúng ta ơn bình an. Ơn bình an có được là nhờ chúng ta nhận ra, đón nhận và tín thác vào lòng Chúa xót thương. Và xin cho mỗi người chúng ta cũng hãy mang trong mình trái tim giống Chúa Giêsu để có thể mình làm khí cụ trao ban bình an và đem lòng thương xót Chúa vào cho thế giới hôm nay. Amen. Quý vị vừa nghe phúc âm và những chia sẻ của Linh Mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường. Chúng tôi ước mong những chia sẻ của Ngài sẽ giúp chúng ta nhận rõ hơn lòng thương xót mà Chúa đã dành cho mỗi người trong cuộc sống. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau. Khắp chốn gieo hân hoan vào lòng người đau khổ để đem tin mừng phúc âm của Ngài để đón nhận hồng ân lòng thương xót của Ngài đến chúng con dìu con đến tận nguồn của thánh ân để con loan tin mừng Chúa, vòng tay Chúa ngài rộng mở thứ tha để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim ngài ban phát nguồn tình yêu. Lạy Chúa ngài đã từng giữa chân, xin cho con hãy biết luôn khiêm nhường. Lạy Chúa ngài đã từng bảo ban đem ủi an những người đang khốn khó, chia cho nhau những hạt cơm manh áo, luôn cho đi những gì mình đang có để cho mọi người biết nhận được rằng đó chính là tình. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình.